theo đạo phật giáo pháp tinh khiết và kỳ diệu là loại y dược toàn hảo nhất cho một tâm trí suy nhược cũng như một cơ thể đau yếu một mở đầu buổi sơ khai ở cõi trần gian sinh lão bệnh và tử đã không thể nào tránh khỏi thái tử tất đạt đa biết được chân lý này khi ngài mạo hiểm vượt ra khỏi cung điện và đến viếng thăm một khu vực nghèo nàn trong thị trấn ở nơi đây giữa những kẻ ăn xin người bệnh tật và lớp tuổi già yếu ngài đã trực tiếp thấy được những thực tế của cuộc đời ngay lập tức một niềm mong muốn khởi sinh trong tâm để giúp đỡ họ giảm bớt nỗi đau đớn và niềm khốn khổ vì thế ngài đã từ bỏ cuộc sống nhung lụa và trở thành một vị đạo sư với hy vọng rằng bằng chính thiền định và tu dưỡng ngài có thể tìm ra giải pháp cho những kẻ nghèo nàn và đau yếu ngay từ lúc ban đầu đức phật nhận định ra rằng cũng giống như một người bị dằn vặt bởi thân bệnh họ cũng có thể bị khổ đau do tâm bệnh nhằm trị liệu cho cả hai căn bệnh thân và tâm đức phật đã dành trọn cả cuộc đời mình để truyền đạt các kiến thức trong tam tạng kinh trong khi đức phật tìm cách chữa trị cả đôi phần thể chất và tâm thần điều hệ trọng được đặt cao vào phần tâm lý ngài sử dụng giáo pháp để chữa lành những căn bệnh phát sinh từ tam độc tham lam sân hận và si mê y dược của đức phật trị những căn bệnh bắt đầu từ tâm thức và rồi chữa lành tam độc cho họ các nhà tâm lý học cũng chữa bệnh bằng cách điều trị tâm trạng của bệnh nhân nhưng phương pháp này lại hoàn toàn khác biệt với cách thức thực hành của phật giáo về việc trị liệu tâm thần theo đạo phật giáo pháp tinh khiết và kỳ diệu là loại y dược toàn hảo nhất cho một tâm trí suy nhược cũng như một cơ thể đau yếu để giữ gìn cả hai phần tâm và thân cho khỏe mạnh là việc rất quan trọng vì thân thể là công cụ mà chúng ta dùng để thực hành giáo pháp cũng giống như tất cả mọi điều tâm và thân phụ thuộc lẫn nhau sức khỏe của tâm ảnh hưởng đến sức khỏe của thân và ngược lại sức khỏe của thân tác dụng đến sức khỏe của tâm với một thân thể khỏe mạnh như một công cụ chúng ta có thể tu dưỡng một tâm thức từ bi và một tinh thần trong sáng với một tâm thần du dưỡng, chúng ta có thể tự kiểm soát chính mình, thấy rõ bản chất của các vấn đề và rồi hành động để giải quyết chúng. Lúc đó chúng ta sẽ tiếp cận tới con đường dẫn đến một sức khỏe trung thực hay. Phật giáo và khoa học y tế trong các kinh điển, chúng ta có thể tìm thấy sự so sánh mô tả Đức Phật là vị bác sĩ, kiến thức về giáo pháp là thuốc giải, những tu sĩ là ban y tá và tất cả mọi người là bệnh nhân theo lối so sánh y học này phật giáo được coi là một loại y dược với một ý nghĩa bao trùm một loại thuốc có thể chữa trị các thứ bệnh tật ở tất cả mọi khía cạnh cuộc sống thông thường nhưng với trường hợp ngoại lệ y học tây phương điều trị trong phạm vi nhỏ hẹp hơn tây y thường thường được dùng cho bệnh tật do các triệu chứng về thể chất phương pháp này có khuynh hướng tạm thời làm giảm sự đau đớn và loại bỏ các triệu chứng trong khoảng một thời gian nhưng khi các triệu chứng đó chẳng hiện hữu không có nghĩa là những nguyên nhân gốc rễ đã được xác định và triệt tiêu vì vậy sự tiêu trừ hoàn toàn căn bệnh đã không được thể hiện phật giáo mang lại cho bệnh nhân không chỉ là sự giảm thiểu về triệu chứng mà còn hướng dẫn tinh thần để bảo đảm một sức khỏe tổng quát và lâu dài trong khi các nhà nghiên cứu tây y tiến hành những cuộc thí nghiệm vĩ đại về bệnh học dược học miễn dịch học và cơ thể học để họ phát triển các kỹ thuật y tế tinh vi hơn các nhà khoa học vẫn nghi ngờ rằng tôn giáo không thể nào giải thích nổi nguyên nhân của bệnh tật nếu không có sự xác định vai trò của tôn giáo về bệnh tật những khoa học gia vẫn giữ khoảng cách khá xa đối với định nghĩa của bệnh tật nguyên nhân và phương pháp điều trị như sự quán thông từ góc độ tôn giáo theo phật giáo không đủ để lý giải y học một cách đơn giản như chỉ tiêu trừ các triệu chứng khía cạnh tinh thần về bệnh tật và nguyên nhân gốc rễ với biện pháp khắc phục tâm thức bắt buộc phải là sự nhận định chủ yếu chỉ gần đây khoa học và tôn giáo mới bắt đầu giao tiếp và hòa hợp ở mức độ khai mở để thu hẹp khoảng cách giữa giải đáp khoa học đối với bệnh tật và phương pháp bắt nguồn sâu xa từ tôn giáo Ví dụ như, chính phủ Hoa Kỳ phối hợp các hội nghị quốc tế về mối liên hệ giữa tôn giáo và y tế. Ngoài ra, trường Đại học Y khoa Harvard có mở một lớp học mang tên về thực chất của y học. Tôn giáo dần dần ảnh hưởng đến y khoa về sinh vật học, tâm lý học và xã hội học với thế giới Tây Phương. Phật giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc thống nhất tâm linh học và y học ở Tây Phương, ở Đông Phương, tôn giáo đã ảnh hưởng đến lĩnh vực sức khỏe và y học từ xa xưa những người thực nghiệm y học đông phương không bao giờ nghi ngờ vai trò của tôn giáo đối với bệnh tật hai phần này đã được phối hợp cả hàng ngàn năm qua hàng ngàn tài liệu trong tam tạng kinh có một số lượng đáng kể chứa đựng văn thư về y học phật giáo khi giáo điều thuyết giảng và kinh điển đưa đến trung hoa những khía cạnh nổi bật nhất của Phật giáo Ấn Độ được pha trộn với mọi mặt đáng giá của y học Trung Quốc. Qua bao sự đổi và cải tiến được đóng góp bởi nhiều bậc đại sư trong quá khứ và hiện tại, hệ thống y học Phật giáo Trung Quốc đã phát triển để thành hình như ngày hôm nay. Trong những trang tiếp theo sau, tôi sẽ khuếch trương sâu xa hơn về sự hiểu biết của Phật giáo về bệnh tật và phương pháp Phật giáo đối với y học và điều trị ba đức phật như một đại y sĩ khi đức phật còn trẻ ngài học tập môn khoa học y tế ngài vì thế rất am tường về bản chất và cách trị liệu bệnh tật theo kinh điển một vị lương y nổi tiếng tên là kỳ bà liên tục thăng tiến trong việc thực hành ngành y học và tinh thông thêm các kỹ năng bằng cách học hỏi và đi theo sự hướng dẫn của đức phật kỳ bà thực hiện một số phẫu thuật phi thường gây một thanh danh đáng kính trọng trong lĩnh vực y khoa một trong những cuộc mổ sẽ nổi tiếng liên quan đến việc chữa bệnh ruột kết kỳ bà thực hiện cuộc phẫu thuật này sử dụng liên tục các kỹ thuật tương tự như lối thực hành hiện đại gây mê mổ vùng bụng chữa trị ruột kết và cuối cùng khép vết mổ lại bằng chỉ may mặc dù đã là một lương y được huấn luyện kỳ bà trở nên thông thạo hơn trong nhiệm vụ làm tinh xảo y học dưới sự hướng dẫn tinh thần và y học của Đức Phật. Ngoài những ghi chép về Đức Phật và kỳ bà, nhiều kinh điển như Kinh Phật Chuông Đoán, Kinh Đại Y Vương Phật, Kinh Liệu Trị Bệnh, Kinh Tâm Bệnh Phiến Loạn Bởi Phi Thiền Định, Kinh Trị Bệnh Nha, Kinh Đà La Ni Chữa Bá Bệnh, Kinh Đà La Ni Chữa Bệnh Từng Mùa, Kinh Kim Quang Minh, Luật Ngũ Mục, Luật Tứ Mục, Luật Thập Tụng và Đại Tập chứa đựng. Nhiều tài liệu tham khảo khác với kiến thức của Đức Phật về y học. Đức Phật thực sự xứng đáng được xem là đấng thế tôn lỗi lạc của y học Phật giáo. Ngài có khả năng chữa trị không những chỉ là thân bệnh mà còn là tâm bệnh, đó là nét đặc thù. Ngày hôm nay, khi bệnh nhân tìm sự chăm sóc của một y sĩ cho căn bệnh thể chất, vị y sĩ thường chỉ chú ý đến các triệu chứng đau đớn trong cơ thể bỏ qua những nguyên nhân và những khổ đau trong tâm thức khi không điều tra và phát hiện ra nguồn gốc thực sự của căn bệnh họ chỉ thành công một phần trong sự điều trị tối hậu họ thực hiện rất ít ỏi trong việc chữa lành nỗi khốn khổ của bệnh nhân vì không nhận định ra và hiểu biết được nguyên nhân chính của chu kỳ đời sống con người qua sinh lão bệnh và tử họ không nghĩ rằng những gì nghiệp và tâm tạo tác có liên hệ tới nguồn gốc của bệnh tình sự thấu đáo của đức phật về những gì gây ra vòng luân hồi vô tận và các giai đoạn của quá trình lão hóa bệnh tật và tử vong đã cho quyền ngài hướng dẫn mọi người để sống với sức khỏe tối thượng về thể chất lẫn tinh thần đức phật triệt tiêu căn bệnh bằng cách trực tiến vào tâm điểm của nguyên nhân và rút tỉa từ kiến thức của ngài để làm biện pháp khắc phục đích đáng trong tăng chi bộ kinh đức phật giải thích rằng sự mất quân bằng của sinh lực sự dư thừa của đờm và sự tăng hoặc giảm nhiệt độ của cơ thể có thể được điều trị bằng bơ mật ong và thực phẩm chứa dầu theo thứ tự liên quan đến sức khỏe tâm thần tham lam sân hận và si mê được hiểu như là ba căn bệnh tâm lý trầm trọng đức phật dạy rằng tham lam có thể chữa trị được bằng cách quán xét lấy cấu huế sân hận bằng cách quán xét và thực hành nhân ái, và si mê bằng cách quán xét chân tánh của vạn vật và tu dưỡng lấy trí tuệ. Đây là những y dược mà Đức Phật khuyến khích tất cả mọi người sử dụng để chữa lành căn bệnh của cả thân và tâm. Trong Kinh Phật chuẩn đoán, Đức Phật giải thích rằng vị lương y nên tiến hành bằng bốn biện pháp khi giúp đỡ một bệnh nhân. Vị lương y phải một Phát hiện ra nguồn gốc của căn bệnh 2 đạt được sự hiểu biết thấu đáo về căn bệnh, 3, quy định loại thuốc thích hợp để chữa trị căn bệnh và 4, hoàn toàn chữa khỏi căn bệnh không cho tái phát. Ngoài bốn tiêu chuẩn thông thạo này, một vị lương y giỏi luôn luôn thực hành với một tâm hồn rộng lượng khi điều trị bệnh nhân, coi họ như những người bạn thân yêu nhất của mình. Đức Phật cũng xác định năm thực hành quan trọng đối với người chăm sóc, y tá, người trong gia đình, bạn bè và mọi người khác phải lưu ý khi chăm sóc cho bệnh nhân. Ngài khuyến khích người chăm sóc phải 1. bảo đảm rằng bệnh nhân được trông nom bởi lương y tốt và giỏi, 2. thức dậy sớm và đi ngủ muộn hơn bệnh nhân và luôn luôn cảnh giác với nhu cầu của bệnh nhân, 3. nói chuyện với bệnh nhân bằng giọng nói êm ái và từ bi khi họ cảm thấy chán nản hoặc khó chịu, 4. Nuôi dưỡng bệnh nhân bằng thực phẩm thích hợp với số lượng và khoảng thời gian chính xác, tùy theo bản chất của căn bệnh và theo sự hướng dẫn của lương y và năm, nói chuyện trong sự khéo léo và nhẹ nhàng về Phật pháp với bệnh nhân, hướng dẫn họ chăm sóc sức khỏe cho thích hợp với thân và tâm, sau hết, Đức Phật đưa ra lời khuyên nhủ cho bệnh nhân để giúp họ chữa trị nhanh chóng và triệt để. Ngài dặn các bệnh nhân rằng, một phải thận trọng và chọn lọc các thực phẩm. 2. Tiêu thụ thực phẩm vào những khoảng thời gian thích nghi. 3. Giữ liên lạc với các lương y và y tá, luôn luôn hành động thân thiện và ân cần đối với họ. 4. Giữ lấy niềm triển vọng lạc quan hoặc hứa hẹn. Và 5. Tử tế và quan tâm đến những người đang chăm sóc cho mình. Đức Phật tin tưởng rằng nỗ lực hòa hợp giữa lương y, người chăm sóc, và bệnh nhân sẽ tạo ra kết quả tốt đẹp nhất trong việc điều trị. Đức Phật không phải là một vị y sĩ trung bình, ngài là một đại lương y hiếm có với sự sắc bén và sáng suốt. 4. Lý thuyết y học trong Phật giáo thô y học Trung Hoa, các căn bệnh được gây ra bởi bảy nội tố và sáu ngoại tố. Các yếu tố bên trong là những mức độ cùng cực của hỷ lạc, giận dữ, lo lắng, đắng đo, buồn bã, sợ hãi và khủng hoảng các yếu tố bên ngoài là lạnh hè nóng khô nóng ẩm ướt và gió bảy yếu tố nội bộ còn gọi là những cảm xúc được xem là điều gây ra bệnh tật vì chúng trực tiếp ảnh hưởng đến sự hoạt động lành mạnh trong năm cơ quan chính của con người mức độ cùng cực của niềm hân hoan hay sợ hãi làm thiệt hại tim giận dữ hại gan lo âu hại phổi tầm đắng đo hại lá lách và khủng hoảng hại thận. Theo y học Trung Hoa, một đời sống tình cảm lành mạnh và quân bằng là điểm thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe thể chất cá nhân. Nhiều kinh điển Phật giáo khác nhau mô tả nguyên nhân của bệnh cũng tương tự như nhau. Ví dụ, Kinh Phật chuẩn đoán nói rằng có 10 nguyên nhân và tình trạng của bệnh tật. Những lý do này là một, Ngồi quá lâu trong một thời gian dài mà không di chuyển 2. Ăn quá nhiều. 3. Buồn bã. 4. Mệt mỏi. 5. Ham muốn tình dục quá mức. 6. Giận dữ. 7. Trì hoãn đại tiện. 8. Trì hoãn tiểu tiện. 9. Giữ hơi thở. Và 10. Giữ hơi ga. Tiếp cận các nguyên nhân gây bệnh từ một góc độ hơi khác biệt, đại luận xã và thiền minh sát vạch ra 6 nguồn gốc về bệnh tật. Chúng được mô tả là một mất quân bằng trong bốn tứ đại, đất, nước, lửa và gió. 2. Thói quen ăn uống không đều đặn. 3. Phương pháp thiền định sai lạc. 4. Rối loạn bởi thần linh. 5. Quỷ ám. và 6. Nghiệp lực xấu. Căn bệnh bắt nguồn từ hầu hết các căn gốc này có thể được chữa khỏi nếu mọi người cải tiến cách ăn uống, ý thức hơn về quá trình tự nhiên của cơ thể, và cố nghỉ ngơi thật nhiều tuy nhiên ba nguyên nhân sau cùng bốn sáu có liên quan đến nghiệp quả và ta phải thi hành để cải thiện cá tánh và thanh tịnh hóa tâm để hầu mong được chữa khỏi một người bị ảnh hưởng trong ba lý do sau cùng cần phải dành nhiều thời gian tu tâm sám hối và làm điều chân thiện chỉ có khi đó căn bệnh mới bắt đầu biến mất đại trí độ luận nói rằng căn bệnh được gây ra bởi các nguyên nhân và điều kiện từ nội bộ hoặc ngoại bộ tuy nhiên thanh tịnh đạo đề cập đến các nguyên nhân khác của bệnh tật nhưng quá nhiều để liệt kê ở đây tất cả các lý thuyết về những nguyên nhân khác biệt của bệnh tật có thể được chia thành hai loại chính a sự mất quân bằng trong tứ đại và b sự hiện hữu của tam độc tham sân và si sau đây là chi tiết bàn luận về hai phân loại này a à. mất quân bằng của tứ đại thô phật giáo cơ thể được bao gồm bốn yếu tố tứ đại vô thường đất nước lửa và gió chỉ có thần thức được tái sinh một trong sáu cõi lý thuyết này là nền tảng của khoa học y tế phật giáo ấn độ y học trung hoa tin rằng cơ thể được bao gồm một hệ thống đặc biệt của những mạch phụ để thuyên chuyển sinh lực máu dinh dưỡng và các chất hệ trọng thông qua năm giác quan và sáu vùng nội bộ trong cơ thể con người khi hệ thống lưu thông phức tạp này được di chuyển hợp thức tứ đại nằm trong sự quân bằng các bộ phận chính có thể thực hiện các hành động thiết yếu và cơ thể giữ vững khỏe mạnh Súc tích luận xã và thiền minh sát ghi rằng mỗi một trong tứ đại có thể gây ra 101 bệnh, với tổng số 404 bệnh có thể xảy ra. Mỗi phần tứ đại được kết nối với một số loại bệnh. Ví dụ, yếu tố đất có liên quan đến các bệnh làm cho cơ thể trở nên nặng nề, cứng và đau đớn, chẳng hạn như viêm khớp xương, yếu tố nước công kích cơ thể gây ra tiêu chảy, đau dạ dày, khó tiêu hóa yếu tố lửa gây ra sốt, táo bón và các vấn đề đi tiểu. Cuối cùng, yếu tố gió liên quan đến khó thở và nôn mửa. Tập thứ ba của Nang Hai Di Gui Nay Pha ghi rằng, về nếu các căn bệnh liên quan đến tứ đại, chúng thường được gây ra do ăn quá độ hoặc cố gắng quá sức. Sự mất quân bằng trong tứ đại và kết quả của các bệnh tật cũng có thể xảy ra do lối ăn uống không phù hợp với bốn mùa. Khi bốn mùa thay đổi và nhiệt độ biến chuyển từ mát tới lạnh tới ấm tới nóng, điều quan trọng là phải cải cách lối ăn uống trong một phương thức mới để cho phép cơ thể hoạt động tốt nhất. Trong Kim Quang Minh Kinh, một thanh niên hỏi cha là vị y sĩ, để làm thế nào để chúng ta chữa khỏi nỗi khổ đau của nhân loại và trị lành các căn bệnh phát sinh từ sự mất quân bằng trong tứ đại? Vị y sĩ trả lời đứa con trai rằng, để chúng ta sống qua bốn mùa mỗi ba tháng, hoặc sáu mùa mỗi hai tháng trong một số địa hạt trên thế giới. Dẫu rằng bốn hay sáu, chúng ta phải sống theo từng mùa, ăn thực phẩm tương ứng với nóng và lạnh, ấm áp và mát mẻ. Bằng phương pháp này, cơ thể chúng ta sẽ được lợi ích một vị y sĩ giỏi có đủ khả năng quy định các thực phẩm và thuốc men chính đáng để thích hợp với tứ đại và nuôi dưỡng cơ thể bệnh nhân trong từng mùa riêng biệt khi mỗi mùa và thực phẩm cân đối cơ thể do đó cũng được quân bằng ăn uống với số lượng vừa phải và cải chính những gì chúng ta ăn tùy theo những thay đổi của từng mùa là hai yếu tố quan trọng để duy trì sự quân bằng giữa tứ đại và cho phép sinh lực lưu hành không chút cản trở qua toàn cơ thể chúng ta tự động mặc quần áo khác biệt khi những mùa thay đổi để thoải mái và được che chở vì sự biến chuyển của nhiệt độ hay tình trạng thời tiết nếu chấp nhận lấy thực hành này và điều chỉnh lại cách ăn uống đối với thời tiết và mỗi mùa chúng ta tự giúp cơ thể giữ vững quân bằng và chống lại bệnh tật b tham lam sân hận và si mê tham sân và si đôi khi được gọi là rì tam độc Điều cũng là lý do tại sao mọi người cùng bị tai họa với bệnh tật. Khi một ai bị mắc kẹt vào bất kỳ một trong những trạng thái tinh thần suy nhược này, chúng ta tự mở cửa và mời mọc bệnh tật vào. Kinh Duy Ma Cật ghi rằng, để tất cả các bệnh tật tôi đang mang bây giờ được chuyển hóa từ những ý nghĩ hảo huyền mà tôi đã có trong quá khứ bởi vì con người chấp thủ vào một ề e bản ngã. Phiền não và bệnh tật liền có cơ hội được nảy nở trong cơ thể họ. Khi một người tự cho phép bản thân bị điều khiển bởi tam độc, các mối hiểm nguy về sức khỏe tâm lý và vật lý trở thành vô hạn và gây suy nhược. Những diễn giải sau đây đưa ra tầm nhìn sâu sắc về cách thức nào tham, sân và si gây nên bệnh tật. Một, Tham lam tham lam được định nghĩa là niềm mong mỏi không phù hợp và quá lố cho một điều gì đó. Ví dụ, một người thường hay ăn quá độ khi có một bữa ăn hợp khẩu vị tham lam như thế có thể dẫn đến bội thực và thức ăn sẽ không được tiêu hóa bình thường hoặc một người có thể rất thích thức ăn nọ khiến họ ăn quá mức hơn thường xuyên đây là loại tham muốn mà khi không thể nào được thỏa mãn có thể gây ra bệnh béo phì mỏi mệt và trở ngại về tim tham lam không bao giờ chẳng có hậu quả con người cũng có những khát vọng quá lố qua kinh nghiệm giác quan trong đại xã luận giải và thiền minh sát có nhận định rằng quá nhiều chấp thủ với những gì chúng ta cảm nhận bằng âm thanh mùi vị thị giác vị giác và xúc giác có thể gây ra cả hai thứ bệnh tâm lý và thể chất một người bám víu vào kinh nghiệm của ngũ căng có thể gây ra sự mất quân bằng trong tư tưởng hữu lý và khuấy động khả năng chọn lựa đạo đức những vấn đề về sức khỏe thể chất cũng có thể phát sinh trong lý thuyết sức khỏe phật giáo những người quá lệ thuộc vào ngoại hình sẽ bị bệnh gan những người quá lệ thuộc vào âm thanh sẽ bị bệnh thận những người quá lệ thuộc vào hương vị sẽ bị bệnh phổi những người quá lệ thuộc vào mùi vị sẽ bị bệnh tim mạch và những người quá lệ thuộc vào sầu mó sẽ bị bệnh lá lách vì vậy khi chúng ta chạm trán với vô số những cảm giác đó mà chúng tự nhiên là một phần của đời sống thường nhật tốt nhất là duy trì một thái độ cân xứng và thực hành trung đạo để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần cho được thuận lợi trung đạo cũng là cách tốt nhất để tiếp cận ngủ nghỉ ăn uống và tập thể dục khi một người ngủ quá mức họ sẽ không có một tâm trí sáng suốt khi một người ăn quá nhiều thực phẩm có chất lượng mỡ màng và đường cao, họ dần dần gia tăng nguy cơ đến sức khỏe và cuối cùng có thể phải đối mặt với căn bệnh kinh niên như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim. Trong xã hội vùng vực hiện đại nhằm thúc đẩy mức lao động quá đáng và ngồi xem cả hàng giờ truyền hình, mọi người không tập thể dục đầy đủ, và rồi thế nào sự việc này cũng có ảnh hưởng bất lợi đến cơ thể. Hơn nữa, Hiện nay mọi người luôn luôn tiếp xúc với môi trường ồn ào và căng thẳng, có thể làm cho họ bệnh hoạn dễ dàng hơn. Nếu một ai giảm thiểu lòng tham lam và khát vọng, và tiếp cận cuộc sống với thái độ trung đạo, họ sẽ tiến đến một cuộc sống lành mạnh hơn. Hai. Sân hận thứ 14 của Đại trí Độ Luận ghi rằng, đây sân hận là cảm xúc độc hại nhất so với hai loại độc kia, tác hại của nó vượt xa tất cả các phiền não khác. Trong 98 sự dày vò, sân hận là điều khó khăn nhất để khuất phục, trong tất cả các vấn đề tâm lý, sân hận là điều khó khăn nhất để chữa trị. Mặc dù sân hận là một vấn đề tâm lý, nó cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng về thể chất. Ví dụ, khi lo âu và giận dữ nảy sinh ra ở một người, các mạch máu siết lại, gây ra độ tăng áp huyết và do đó vượt thêm phần nguy cơ cho cơn đau tim khi viết về sự sân hận hòa thượng pu Sơn từ triều đại nhà thanh nói với chúng ta rằng một y sĩ giỏi luôn luôn phát hiện nguyên nhân gây ra căn bệnh ban đầu sân hận rất là tai hại cho những ai mắc bệnh mối liên hệ giữa nhịp tim bệnh nhân và căn bệnh thật là tinh tế với đơn thuốc chính xác chúng ta có thể chữa lành bệnh tật khi bác sĩ khám bệnh nhân để xác định nguyên nhân gây ra căn bệnh và kê toa thuốc đúng quy định một trong những điều quan trọng nhất của sự điều trị là làm dịu cảm xúc của bệnh nhân giận dữ gây cho máu lưu thông không đều hòa có thể tạo ảnh hưởng hiểm hại trên toàn bộ cơ thể nó hoạt động như một sự tắc nghẽn khiến cho thân thể và tâm trí khó tiếp thu trong lúc chữa trị khi những cảm xúc kích động được giảm dần và bệnh nhân có thể trải nghiệm một cảm giác an lạc sự hồi phục sẽ dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn giận dữ và thù hận đặc biệt là điều bất lợi cho quá trình điều trị và trong thực tế thường làm vấn nạn thêm phần trầm trọng ba si mê khi một kẻ ngu muội họ không thể hiểu được hoặc nhìn thấy những điều như chính sự chân thật đa số trong chúng ta đều như vậy khi nói đến bệnh tật chúng ta không thể nào hoặc không sẵn sàng xem xét tận gốc rễ của căn bệnh thay vì xác định rõ ràng các nguyên nhân và kết quả chân thực để giúp chúng ta triệt tiêu bệnh tật và thay vì sử dụng trí tuệ để hướng dẫn chúng ta đến sự chăm sóc đích đáng chúng ta lại đi đường tắt và trở thành phân tâm bởi những biện pháp vô hiệu quả đôi khi chúng ta tìm kiếm một y cách chữa lẹ làng để sử dụng những phương pháp vô căn cứ những lối điều trị phản khoa học và các bác sĩ hư giả trong khi đó chứng bệnh thường gây cho chúng ta khổ não về cả hai mặt thể chất và tâm thần sử dụng lấy trí tuệ để điều tra ra nguyên nhân thực sự của căn bệnh sẽ giúp chúng ta đặt chân lên con đường đi đến mức phục hồi toàn hảo và lâu dài trong khi thường thường các triệu chứng của căn bệnh cơ thể dễ dàng phát hiện chúng ta vẫn không biết gì về chứng bệnh tâm lý chúng đi theo ta như bóng với hình chúng ta không quán sát những cấu trúc của tâm với trí tuệ và nhận thức và thế nên sức khỏe tâm lý kém cõi liền bám theo sau nếu chúng ta vẫn còn mù quáng về các căn bệnh tâm lý những trở ngại đó có thể gia tăng và gây ra chứng bệnh nghiêm trọng hơn trong cơ thể các nhà khoa học hiện đại đồng ý rằng mức cùng cực của cơn giận dữ vui mừng lo âu sợ hãi buồn bã và những cảm xúc khác có thể ảnh hưởng đến một thân thể lành mạnh. Theo nghiên cứu y học gần đây, từ khi một người không vui vẻ, tức giận hay bị áp lực, não bộ của họ phát tác ra các kích thích tố được gọi là adrenaline và no có thể hoạt động như loại độc tố. Hơn nữa, nếu cơ thể bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc cực đoan qua một thời gian dài, căn bệnh gây ra bởi sự mất quân bằng vì mặt tâm lý hoặc sự căng thẳng sẽ khó khăn hơn để chữa trị ví dụ sự hỗn loạn tiêu hóa bắt nguồn từ trạng thái tâm lý lâu dài sẽ thật khó khăn điều trị hơn căn bệnh khó tiêu hóa do một yếu tố bên ngoài với bằng chứng khoa học và không chỉ là lý thuyết tôn giáo những cảm xúc thật sự có ảnh hưởng đến hoạt động lành mạnh của cơ thể vì vậy là điều lợi ích tột cùng nhất cho chúng ta trau dồi nhận thức về tình trạng cảm giác xử lý cảm giác cho thích đáng và không nên quá gắn bó hay bị điều khiển bởi cảm giác trong phật giáo có tám vạn bốn ngàn phương pháp được sử dụng để chữa trị tám vạn bốn ngàn căn bệnh ví dụ đức phật dạy rằng để loại trừ tham lam một người có thể quán chiếu sự ô nhiễm khi một người thiền định về ô nhiễm họ sẽ trải nghiệm được sự giảm thiểu cho cơn khát vọng đức phật dạy mọi người bị thống trị bởi cơn giận dữ hay sự thù hận phải thực hành lòng từ bi bao quát và rồi bớt dần thái độ thù nghịch khi họ cảm thấy mình trở nên giận dữ phải lưu tâm đến ý nghĩa của lòng nhân ái bằng cách đó họ sẽ hiểu rằng khi cơn giận nổi lên không phải là một phản ứng chính đáng hoặc hữu ích dần dần lời nói và suy nghĩ dữ dằn sẽ tiêu tan nếu con người còn si mê họ nên quán sát nhân quả và luật vô thường để giúp họ nuôi dưỡng những tư tưởng không chấp thủ không có gì khởi sinh bên ngoài sự phụ thuộc căn bản và không có gì khởi sinh sẽ kéo dài vĩnh cửu tất cả các hiện tượng sẽ có một ngày chấm dứt sự hiện hữu khi tất cả mọi thứ hành xử như hạt bụi chỉ đến và đi thì có mục đích gì để gắn bó với nó nhận thức rằng không có gì ngoại lệ đối với vô thường sẽ giúp định hướng lại tâm thức chúng ta từ si mê sang trí tuệ và cho phép chúng ta sống với sức khỏe tổng quát khả quan hơn đạo sư Hàng sơn đức thanh từ triều đại nhà minh nói để không một ai có thể bệnh già chết hoặc sinh ra thay thế cho ai đau khổ này chỉ có người đó gánh chịu tất cả cay đắng và ngọt bùi một người phải tự chính mình trải qua nếu chúng ta có thể chấp nhận khổ đau là điều không thể nào tránh khỏi và thấy vô thường trong sự thanh thản, việc đó cũng giống như uống một thang thuốc tuyệt hảo nhất. Vì vậy, khi chúng ta điều chỉnh lại những cảm xúc, khuất phục được tính khí giận dữ và hành động rộng lượng đối với người khác, chúng ta sẽ nhận diện được lối đi qua các vấn nạn của cuộc đời một cách dễ dàng hơn và giảm thiểu cơ hội sanh sôi bệnh tật. Nếu chúng ta áp dụng những nguyên tắc của y học Phật giáo để nuôi dưỡng tâm linh và phục hồi cơ thể, lòng quảng đại sẽ nảy sinh từ tánh tham lam, lòng từ bi sẽ nảy sinh từ cơn giận dữ, một trí tuệ sẽ nảy sinh ra từ thức vô minh và sức khỏe sẽ nảy sinh từ cơn bệnh tật. Khi chúng ta xử lý với các độc hại của tâm linh và hành động bằng sự thanh thản trong mọi tình huống, đó là sự hài hòa của thân và tâm, vì thế bệnh tật sẽ bị trấn áp năm y dược của Phật giáo xuất hiện của một căn bệnh liên quan chặt chẽ đến sức khỏe tâm thần, sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm linh, tư cách, thói quen, môi trường sống và thậm chí luôn cả xã hội và văn hóa mà một người đang sống. Hòa đồng tất cả những yếu tố này và xúc tiến vào những thực hành cụ thể có thể giúp đem lại một sức khỏe tối ưu và ngăn ngừa bệnh tật thu nhập thêm nhận thức về nguyên nhân gây ra bệnh tật và cư xử cuộc đời bằng phương cách nuôi dưỡng và duy trì sức khỏe tốt đẹp cho lâu dài và rồi chúng ta tự thăng tiến sự lành mạnh tổng quát đức phật cho chúng ta vài điều khuyên nhủ và thực hành mà được coi như là loại y dược sử dụng cho tất cả các khía cạnh của cuộc đời thức hành thói quen ăn uống lành mạnh thành nữ trung quốc có câu để vấn nạn được gây nên bằng lời nói thoát ra từ cửa miệng bệnh tật gây ra bằng thực phẩm cho vào cửa miệng bằng sự thận trọng và chừng mực với những gì chúng ta tiêu thụ là một thực hành quan trọng cho sức khỏe an khang trước khi dùng bất cứ thức ăn nào chúng ta nên xác định xem thực phẩm có được tươi tốt có được rửa sạch sẽ và số lượng nào hợp lý để ăn kinh phật đại thừa kế ghi rằng để khi chúng ta ăn chúng ta nên coi thực phẩm như y dược vì tiêu thụ quá nhiều hoặc quá ít đều không lành mạnh một hạn lượng đều đặn và thích đáng có thể hỗ trợ cơ thể, trị cơn đói, dịu cơn khát và ngăn ngừa bệnh tật. Như ông hút nhụy, chúng chỉ tiêu thụ những gì cần thiết, nhưng không phạm đến toàn bộ cánh hoa. Như Ngài Sinh Si Chao nói, chúng ta nên cải cách các loại thực phẩm chúng ta dùng tùy theo mùa, tiêu thụ tổng hợp các loại thức ăn khác nhau để duy trì trạng thái cân bằng cho cơ thể. Cơ thể của chúng ta dễ bị nhúng nhiều loại bệnh tùy theo từng mùa, và lối ăn uống ý thức theo thực tế này cho ta cơ hội khả quan hơn để giữ gìn sức khỏe. Các phương đông, nam, tây, bắc, trên, dưới gọi là vũ, tức chỉ không gian vô hạn, từ ngàn xưa đến ngày nay gọi là trụ, tức chỉ thời gian vô hạn. Trong triết học gọi là thế giới tức chỉ tất cả vật chất và toàn bộ hình thức tồn tại của nó vũ trụ dự của phật giáo cũng bao hàm tứ duy đông nam tây bắc thượng hạ quá khứ hiện tại và vị lai đồng thời dung chứa thế gian hữu tình vô lượng vô số và khí thế gian rộng lớn mênh mông từ xưa đến nay con người không ngừng thảo luận và nghiên cứu về sự tồn tại bí ẩn của vũ trụ từ trong thần thoại của Thổ Hồng Hoang đến sự phát hiện lần lượt của hệ Thái Dương, hệ Ngân Hà, sự biến chuyển từng ngày của khoa học khiến cho nhân loại bừng sáng và hiểu ra rằng thời gian và không gian, thời không, hữu tình, vật chất đều tự nhiên rộng lớn vô cùng, vượt xa ngoài phạm trụ có thể hiểu biết của loài người cách đây 2.600 năm trước. Đối với thời không rộng khắp vô cùng ấy, Đức Phật đã có kiến giải thấu triệt, sâu sắc, điều này chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong các kinh điển phật giáo do nội dung sâu rộng của giáo pháp đệ tử phật qua các thế hệ đã tìm hiểu nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau dần dần làm cho nội dung y vũ trụ luận riêng của phật giáo ngày một phong phú các học phái ồ ạt ra đời lấy thế gian luận mà nói phẩm diêm phù châu trong kinh khởi thế miêu tả và trình bày sự hình thành của y tam thiên đại thiên thế giới e cho thấy trong vũ trụ đang tồn tại con số những thế giới đếm không xuể nhiều đến nỗi có thể dùng số lượng của y hằng hà sa hay của y vi trần để ví von gọi chung là y tam thiên đại thiên thế giới hay y hay thập phương vi trần sát độ tam thiên đại thiên thế giới này trải qua quá trình thành tựu hoại và không không ngừng lưu chuyển tuần hoàng đối với thế gian hữu tình và tịnh độ phật quốc vũ trụ quan phật giáo đã có cách nhìn sâu sắc thấu đáo thế gian hữu tình nương vào quả báo tốt xấu của chúng sinh với sự sai biệt khổ lạc có thể chia làm ba tầng dục giới sắc giới và vô sắc giới gọi tắt là việc tam giới dục giới là nơi chúng sinh nam nữ có ái dục về giới tính và những ái dục khác sống tụ tập với nhau lấy ngũ dục duy trì sinh mệnh Do dục niệm thiền ác ấy trôi chảy, mà có quả báo thù sinh trong gây lục đạo. Sắc giới là nơi chúng sinh đã viễn ly tình dục, ở trên cõi dục, không có sự phân biệt nam nữ, không tồn tại ý niệm tồn tại tình nhái, đều do tu tập từ ê định ê mà hóa sinh, nương vào độ sâu cạn, thô diệu của thiền định phân làm bốn cấp, tất cả có 18 tầng trời. Trên nữa là cõi trời vô sắc, cõi này không có vật chất chỉ lấy tâm thức trú ở thiền định thâm diệu, là thế giới tinh thần thuần túy, trong phẩm thí dụ của Kinh Pháp Hoa nói, đẹp tam giới vô an, do như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố úy, thường hữu sinh lão bệnh tử yêu hoạn, yên nghĩa là tam giới không yên, hệt như nhà lửa, khổ não đầy vơi, thật đáng kinh hãi thường hiện hữu sinh già bệnh chết và khốn khó khi thế gian mới có ý báo chiêu cảm nghiệp duyên của hữu tình chúng sinh, tam ác ngũ thú trà trộn ở với nhau, Đức Phật nhằm khiến cho chúng sinh thoát ly cõi trọc quế, mới tuyên truyền thuyết tịnh độ Phật quốc thanh tịnh an lạc, khuyến khích chúng sinh phát nguyện vãng sinh, không còn thọ khổ trong luân hồi. Kinh Arida nói, Y Tùng thì Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết cực lạc, tức là từ Tây Phương, qua mười vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là cực lạc. Ở đấy, đất được trải bằng những bảo vật quý báu, lầu gác được làm bằng thất bảo kim, ngân, lưu ly, sa cừ, mã não, hổ phách và sang hô, không tồn tại tam ác đạo, đều là nơi tụ hội, gặp gỡ của những người lành thượng đẳng. Trong kinh Dược Sư cũng ghi chép, trong thế giới lưu ly của đông phương Dược Sư Như Lai, vật chất dân sinh phong phú tất cả đều có thể làm theo ý muốn nhân dân hiền lành đôn hậu ngoài ra luận thập trụ tỳ bà sa kinh thập các tường đều tỉ mỉ ghi lại các chủng loại của thập phương phật quốc tịnh độ đạo lý duyên khởi mà đức phật chứng ngộ nêu rõ rằng vì chư pháp nhân duyên sinh chư pháp nhân duyên diệt vì các pháp do nhân duyên mà sinh khởi các pháp cũng do nhân duyên mà biến diệt thế gian vạn vật bao gồm hữu tình và vô tình đều sinh diệt biến hóa dưới ánh sáng duyên khởi bởi thế nhận thức về sự nảy sinh hay sự tăng giảm của vũ trụ chính là nguyên lý duyên khởi hệt như một vòng tròn vô thủy vô chung không có điểm khởi đầu cũng chẳng có điểm kết thúc vì vậy không có cái gì gọi là sự duyên khởi hay thuyết sáng tạo của vũ trụ các tông phái phật giáo đều có chủ trương như nghiệp cảm duyên khởi a à lại gia duyên khởi chân như duyên khởi pháp giới duyên khởi nhưng những lý luận này không nằm ngoài sư tạo tác của tâm. để tâm sinh thì pháp sinh, tâm diệt thì pháp diệt. nếu tâm không tồn tại thì hết thể pháp nào tồn tại. gọi là một tâm có thể sinh vạn pháp. để tâm bao hàm cả thái hư và khắp thế giới hà sa, tam thiên đại thiên thế giới đều là những biểu hiện của tâm thức. cái lớn của tâm lực, sự vụt biến nhanh chóng của tâm niệm là không có gì có thể so sánh nổi thế giới của tâm rõ ràng là vô cùng vô tận hơn nhiều so với thế giới vật chất, gọi là ý nhất niệm tam thiên, tâm niệm vừa khởi thì có thể ngao du, rồng chơi trong tam giới lục đạo hay vũ trụ mênh mông vô cùng vô tận. Trong phẩm xuất sinh thuộc kinh chính pháp niệm xứ nói, về tâm năng tạo tác nhất thiết nghiệp, do tâm cố hữu nhất thiết quả, về tâm có thể tạo tất cả nghiệp do tâm cho nên mới có tất cả quả, lại nói. Đệ tâm vi nhất thiết xảo hòa sư, năng ô tam giới khởi chúng hành, đề tâm như những vị hòa sĩ giỏi, có thể vẽ nên tất cả trong tam giới. Nên biết e tâm y là thế giới vũ trụ vi diệu bất khả tư nghi, chúng sinh trôi lăn trong lục đạo, hoặc thành Phật, làm tổ, đạt đến thánh cảnh, hết thảy chỉ do hành vi của tâm. Mà quyết định. Vì vậy, chúng ta bất tất truy tìm bên ngoài tâm chỉ cần giác ngộ tâm này, không tự làm những việc bất chính, thì sơn hà đại địa, cây cối hoa cỏ, đi hết vào trong não bộ, tức thì một niệm chính là pháp giới, thế giới sa bà trong chớp mắt biến thành tịnh độ, sự khởi diệt của vũ trụ vạn tượng và của tâm thức, chắc chắn sẽ rộng mở rõ ràng, niệm niệm không bị sóng gió của nghiệp cảnh xoay vần, đảo điên, tợ như đạo lý mà thiền sư vô môn nói y nhật nhật hảo nhật mỗi một ngày trôi qua đều là những ngày tươi đẹp an nhiên tự tại còn có các bệnh tôn giáo mà có thể được giải thích như mê tín dị đoan các tôn giáo khuyến khích thực hành bạo động và những giải thích sai lạc về khái niệm tôn giáo những bệnh giao tiếp ám chỉ đến bội tình đa thê và hãm hiếp và các bệnh tâm thần bao gồm ghen ghét nghi ngờ và oán giận chúng ta có thể tìm sự giúp đỡ của một vị bác sĩ cho bệnh sinh lý, nhưng những căn bệnh được liệt kê trên chỉ có thể được chữa khỏi bằng nỗ lực phát triển cá tính, tu dưỡng trí tuệ và thực hành giáo pháp. Phật giáo có thể được sử dụng như một y dược để trị những tư tưởng hiểm họa và suy đồi mà chính chúng tạo ra điều kiện cho tất cả các căn bệnh nói trên. Một tâm thanh tịnh tạo ra một thế gian tinh khiết và giáo pháp kỳ diệu là y dược toàn hảo để hướng dẫn chúng ta đến những suy nghĩ lành mạnh hành vi chân thiện với cuộc sống yên vui đặc biệt lục độ ba la mật có thể được sử dụng để chữa sáu loại bệnh trong phật giáo một rộng lượng chữa trị tham lam hai trì giới chữa trị phạm giới ba nhẫn nhục chữa trị hận thù bốn tinh tấn chữa trị giải đãi năm thiền định chữa trị tâm nhiễu loạn và sáu bát nhã trí tuệ, chữa trị vô minh. Y dược của lục độ ba la mật cho phép chúng ta điều phục tâm và kiến tạo ra mối an bình và hòa hợp với tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống. Khi chấp nhận lấy Phật Pháp, chúng ta có thể giải quyết những xung đột trong cuộc sống thường ngày một cách dễ dàng hơn và phát triển một tâm trí lành mạnh và một cá tính độ lượng sáu. Sự đóng góp của các tu sĩ vào y hoại tỳ Ấn Độ hầu hết các tu sĩ được đào tạo đại tài trong năm ngành khoa học đặc biệt là y học mà họ cần phải học hỏi bởi vì kiến thức y học là điều bắt buộc đối với những tu sĩ trong suốt lịch sử phật giáo có rất nhiều vị y sĩ các học giả y tế và nhiều từ ngữ y học nổi tiếng ví dụ trong các kinh điển phật giáo chúng ta tìm thấy vô số tài liệu tham khảo và nhiều thảo luận về y học bằng chứng cũng cho thấy rằng phật giáo đã có những đóng góp thật đáng kể vào thế giới y học không chỉ bằng sự phát triển về những lý thuyết và phép tắc đáng phục về sức khỏe mà còn thông qua lối thực hành trung thực trong khi không phải là một danh sách toàn hảo sau đây là những tường thuật ngắn gọn về các đại sư đã nổi bật trong lịch sử y học phật giáo ở trung quốc đại sư phật đà tăng ha đã được xem là quốc sư danh dự của nhà đông chu với các hoàng đế sinh và siêu Ngài đặc biệt tài ba về cách tụng điều trị và thực hành y học. Ngài chăm sóc nhiều bệnh nhân bị tê liệt, lúc họ đau đớn và tuyệt vọng trong việc tìm kiếm phương pháp điều trị. Đại sư Phật Đà Tăng Ha không bao giờ từ bỏ họ, trung thành dành cả con tim của Ngài để chăm sóc cho họ, quy định y dược thích hợp và tìm cách chữa dứt khỏi căn bệnh. Đại sư Du Fatia đến Trung Quốc từ Ấn Độ và hầu hết ở lại trong chùa Trang Sang trong suốt khoảng thời gian. Ngài nổi tiếng với khả năng chữa bệnh cho mọi người và những bệnh nhân khởi đầu cuộc hành trình hàng trăm dặm đến tìm ngài giúp đỡ. Sau khi phân tích bệnh tình tỉ mỉ và quy định cách điều trị thích hợp, hầu như tất cả các bệnh nhân của ngài đều được khôi phục lại sức khỏe an lành, đại sư Pha Si sống vào thời đại nhà Đường. Khi cư ngụ ở điện phủ Ngài tự đảm nhận hoàn toàn trách nhiệm cho tất cả các nhu cầu và chăm nom cho bệnh nhân, luôn cả dọn dẹp tiểu tiện của họ. Ngài không bao giờ phàn nàn về nhiệm vụ này hoặc xem đó là việc dơ bẩn hay khó khăn. Ngược lại, Ngài luôn luôn nhiệt tình và vui vẻ khi gặp bệnh nhân. Cả bệnh nhân và tu sĩ đồng ca ngợi hành vi từ bi này của Ngài. Đại sư Pha Si không những trị bệnh thân thể, ngài cũng kiên nhẫn mang lại cho họ những kiến thức về phật pháp để an ủi khi họ cảm thấy tuyệt vọng hay đau đớn phật giáo được ghi nhận đã đóng góp trong việc chữa bệnh cùi một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mà mọi người thường xa lánh tuy nhiên nhiều phật tử đã chọn lựa không né tránh những nạn nhân của bệnh cùi thay vì vậy họ hành động để giúp đỡ giảm bớt nỗi khổ đau và chữa trị căn bệnh hiểm nghèo nhiều vị tu sĩ cố nỗ lực thật tuyệt vời để giúp bệnh nhân phong cùi chăm sóc khuyến khích thay đổi băng bó rửa phần nhiễm dơ lở loét và cả giặt giũ những vị này đã hy sinh cuộc đời mình bằng cách thực hiện các công tác mà hầu hết mọi người tránh xa sự dịu dàng của họ gây xúc động cho muôn người bảy kết luận chúng ta đã thảo luận thật nhiều những căn bệnh về thân và tâm gây vấn nạn cho chúng ta và tạo tác ra bao đau khổ trong khi lý thuyết y học phật giáo thừa nhận và điều trị các ảnh hưởng hiểm nguy của thân bệnh tâm bệnh được xem là hiểm họa nhất cho sức khỏe và hạnh phúc theo phật giáo con người khổ đau từ căn bệnh khi họ không thể ổn định tâm an lạc kiểm soát cơn giận dữ giải tỏa mối hận thù điềm tĩnh tim sợ hãi xóa tan buồn lo lắng không thể chấm dứt lời tranh cãi ngưng động cuộc đấu tranh khiêm nhường và khoan dung yên lặng khi thích đáng quân bằng sinh lực khỏe không thê chịu đựng đời gian nan theo cuộc sống đơn giản thực hành nghi thức đúng dứt sợ hãi tử vong chỉnh ý thức sai lầm tất cả các loại bệnh này gây ra do tập tính quá chấp thủ của chúng ta tới ý tưởng niềm tin con người ngoại hình sở hữu cảm xúc địa vị hoặc kinh nghiệm với bất cứ một điều gì nếu chúng ta có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của sự buông xả và bản chất chân thực của tánh không và điều trị lấy tất cả các căn bệnh bằng tri thức này lúc đó chúng ta sẽ có y dược toàn hảo và nhiệm màu để loại bỏ bao gốc rễ của bệnh tật cả hai phần thân và tâm cần được chăm sóc và y dược của phật giáo là biện pháp khắc phục lý tưởng sử dụng chánh pháp để trị lành tâm thức và con đường tiến tới sức khỏe thực sự sẽ mở rộng ra cho bạn chúc các bạn nhiều sức khỏe và hạnh phúc